Thêm một thông tin không vui dành cho TikTok, đó là ngày hôm qua thôi thì chính phủ Australia sẽ cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ do lo ngại là rò rỉ dữ liệu người dùng và kéo theo đó là những rủi ro đối với an ninh quốc gia. Trong một tuyên bố, chính quyền Australia cho biết quyết định trên được đưa ra theo khuyến cáo của các cơ quan tình báo trong nước và sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay khi có thể. Khi lệnh cấm trên được triển khai, Australia sẽ trở thành thành viên cuối cùng của Liên minh An ninh Tình báo Five Eyes, gồm cả Mỹ, Anh, Canada và New Zealand thực hiện lệnh cấm TikTok trên các thiết bị công vụ. Trước đó, Pháp, Hà Lan và Ủy ban châu Âu cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Qua quyết định này, chúng tôi muốn người dân nhận thức được sự nguy hiểm của việc sử dụng các phần mềm điện thoại hay các nền tảng mạng xã hội. Chúng ta có rất nhiều cách để tiếp cận thông tin, nhưng cần tiếp cận có chọn lọc. Theo Tổng trưởng lý Australia Mark Dreyfus, chính phủ nước này sẽ phê duyệt một số miễn trừ đối với lệnh cấm này tùy theo từng trường hợp cụ thể, nếu các biện pháp giảm thiểu nguy cơ an ninh được áp dụng một cách phù hợp. Hiện TikTok và Văn phòng Thủ tướng Australia chưa đưa ra bình luận chính thức nào liên quan lệnh cấm trên.